Ba đồ bóp ba. À nó gãy rồi, nó gãy rồi. Của anh hai gãy làm đôi rồi. À, tại vì nó có nhiều bị. Tiên Châu ơi, hôm nay mẹ sẽ cho hai đứa con một điều bất ngờ nha. Chuẩn bị nè. Wow, kem dưa hấu á, phải không? Đâu con mở ra coi kem dưa hấu có giống như trong mình không? Còn anh hai thì chọn kem gì? Chọn kem này đi. À, kem đó là đâu là con quay cái kem đó là kem trái cây á con. Wow, miếng dưa hấu kìa, có hộp nữa kìa dâu. Dưa hấu có hộp nữa đó dâu. Hộp quá hả? Hộp này không phải là hộp mèo đâu mà hộp cứng. Hộp cứng hả? À. Vậy ăn có được không dâu? Đâu vô coi. Lại mẹ xem. Wow, ăn không được hả con? Không không. Thơm bị dâu. Thơm bị dâu hả? Ủa sao dưa hấu mà thơm bị dâu? Hả? Wow. Hả? Trời, con tin treo dâu kìa các bạn. Lại em cho con nếm thử hả? Tin, có vị gì? Dạ, có một vị, hai vị, ba vị, bốn vị. À, cái vị đầu tiên là vị gì? Dứa. Vị dứa hả? Vị dứa có màu xanh ta? Đúng rồi. Dâu nói kem dưa hấu nhưng mà thơm mùi dâu. À, có ba nữa nè, con mời ba ăn đi. Ba ăn kem này, ba chọn ăn kem này nha, để con ăn á. À, vậy hả? Là con chọn cho ba đi. Con ăn kem này. À, con nữa. Không, chứ con ăn cái dưa của ba ăn không bà. Rồi sau đó mình ăn chung với nhau, mình đổi vị được không? Dạ. Rồi. Rồi ba ăn vị gì? Ba quay lại coi mẹ xem. À, lóc xoáy hương trái cây nhiệt đới. Ngon lắm á nha ba, cái vị đó ngon lắm á. Ba đồ bóp ba. À nó gãy rồi, của anh hai gãy làm đôi rồi. À, tại vì nó có nhiều vị á, mỗi vị nó có một cái khúc vậy đó con, một màu á con, cho nên là nó dễ gãy. Gió dữ lắm đó dâu ơi, nhanh ăn nhanh đi con. Cái hộp bỏ hả con? Dâu. Đâu con quay lại xem. Đâu con thử coi có phải không? Phải cái hộp dưa hấu thiệt không? Nếu mà là cái hộp dưa hấu là con phải bỏ đó. Con phải bỏ thôi. Phải không? Anh hai, em cho bỏ cái hộp đúng không? Rồi anh ăn. Sô cô la mà. Anh ăn thử xem. Nè, mà cho ăn thử vị của ba. Sô cô la. Wow, cái kem của ba đẹp quá. Vô thưởng thức thử nha các bạn ơi. Dạ. Vị gì vậy anh? Chua chua kiwi á. À kiwi, à kiwi và có cái nhân thạch dâu. Mẹ nha. Rồi, một lát con khui luôn cả nhà mình cùng ăn. Hôm nay là ngày gia đình Việt Nam đó, các con có biết không? Dạ biết. Ừ, ba với mẹ không có điều kiện dắt được con đi nên ở nhà cả nhà mình cùng thưởng thức kem ha. Qua của anh hai mau tán vậy. Anh ăn nhanh. Rồi mẹ vào để nó tan rồi anh hai khui ra giùm mẹ hương gì đó. Wow, sao của mẹ mà của mẹ hương nho đúng rồi. Cho em ăn dưới, cho em ăn dưới. Không đúng không? Wow, thích của mẹ hơn của ba rồi. Hai nè. À đổi luôn hả? Đây mình lột cái này là nho và thật ở trong là thật dâu. Có thật trong câu nho phía ngoài nè các con. Nè, đó con thấy không? Từ anh hai. Con ăn kem này với mẹ nha. Wow, ngon quá à. Trời ơi, anh hai cuộn hết trơn nhau luôn rồi. Trời ơi, của mẹ rồi. Đã chăn trâu với con ăn kem nhau rồi. Rồi, mẹ ăn kem nấu cho. Để cho con ăn miếng gì. Wow, bạn Tiên một mình xử lý hết trơn luôn rồi. Con ăn mẹ nè. Thôi mẹ được con Tiên. Nè đúng rồi, cái đó ngon lắm á chứ. Sao dâu biết ăn ba? Cái đó là kiwi mà dâu thích hả? Ăn kiwi của mẹ. Dâu chơi kỳ quá, dâu quẹt cho mình mẹ. Cho anh ăn nữa đi dâu. Nè cho anh ăn miếng dưa hấu nè. Ngon lắm á. Nè đúng y chang cái miếng dưa hấu nè, thấy không? Kem dưa hấu nhưng mà cái hạt của nó mình ăn được, nó là sô-cô-la. Mà sao nó nhỏ cho mình nhỏ hơn? À nhỏ hơn cái miếng này đúng không?
dâu ăn, còn bạn dâu á hả còn khiếu nại là cái hình nó to hơn cái miếng mà dâu ăn luôn đó các bạn. Ơi, ăn kem có ngon không mà sao mẹ không thấy anh em nói gì hết vậy, đâu thể hiện cảm xúc coi. Yeah.